quay lại với kênh của Kim Ca. Ngày mới chúc cả nhà luôn vui, luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm trước thì mình có làm một video về cốm gạo cho mấy bé ăn vặt á, mấy bạn nhỏ rất là thích. Và hôm nay theo yêu cầu của mấy bạn nhỏ nhà mình thì mình sẽ làm một video về cốm nữa. Mà hôm nay mình không làm cốm gạo nữa cả nhà, mà mình làm cốm nếp. Cốm nếp thì nó cũng làm tương tự như cốm gạo mà nó sẽ ngon hơn cốm gạo rất là nhiều nha. Để làm được món cốm nếp thì nguyên liệu của mình rất là đơn giản luôn mọi người. Đây là 250g đường nè, đường thốt nốt. Mình có thể dù sử dụng đường thốt nốt chải cũng được hoặc nguyên miếng như thế này cũng được. 150g đậu phộng và 200g là nếp nè mọi người. Và một chảo dầu. Bây giờ mình cùng thực hiện thôi cả nhà ơi. Mình sẽ bắt dầu cho nó sôi lên nha. Cho nóng sôi lên sau đó mình sẽ chiên gạo. Nó chiên nếp. Mình sẽ bắt dầu cho nó sôi lên. Sau đó mình sẽ chiên nếp, chiên từ từ thôi nha. Bây giờ mình thử dầu nha mọi người. Đây, mình để nước đổ vô gì thấy dầu nó bung bung nó bóng như là sôi vậy đó. Là mình chiên được rồi. Bây giờ mình sẽ cho đường vô chảo nè mọi người và cho một ít nước nha. Bây giờ mình sẽ thắng đường. Trong thời gian đợi đường nó tan á thì mình sẽ trộn đậu phộng với nếp vào nè. Nếp mình gan nãy đó. Cho nó đều. Có bạn nhỏ thò cái tay vô ăn vụng nữa. Đây và mình chuẩn bị sẵn một cái khuôn mình thay dầu sẵn này chút xíu mình ép vô đây mình cắt ra. Quá trời mấy bạn nhỏ ăn vụng rồi mọi người. Đường lúc này cũng đang tan nè mọi người, mình có thể dùng lửa lớn cũng được không sao nha. Nếu bạn nào dùng đường thốt nốt mà đường nó chảy ra thì mình sẽ mau hơn, còn đường miếng này thì nó tan lâu hơn nha. Lúc này mình sẽ thắng đến khi nào mà đường kéo chỉ rồi mình sẽ trộn cốm nếp vào là xong đó mọi người. Quẹp qua ra khuôn là ok. Lúc này đường nó sớm là và cũng là gần kéo chỉ nè mọi người. Kéo chỉ là mình dở cái đũa lên gì nè, cái đường nó rớt xuống giống như sợi chỉ vậy đó, nó kéo dài 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 ra giống như sợi chỉ vậy nè, mình chơi vậy nè, nó gần được rồi đó, lúc đó nó sẽ kết dính lại. Kéo dài dài xuống nha.
lúc mình cho cơm mình vô mình ngào á thì mình cũng tắt lửa luôn nè, đường kéo chỉ nè mọi người, đó thấy không? Nếu mình thắng mà đường chưa tới kéo chỉ như thế này á thì ngào nó sẽ không có dính đó, nó sẽ vờ rờ cơm ra đó, kéo chỉ như là vậy đó. Rồi lúc này mình sẽ cho cơm mình vô ngào nha mọi người. Mình sẽ dùng cái giá mình trộn đều đường lại. Lúc còn nóng như thế này mình ép nó mới dính nha, còn nguội là ép không có dính. Mình sẽ cho cơm của mình vào khuôn. Lúc này mình phả đều ra nha mọi người, phả đều cái khuôn ra. Để cho nó có cái màu nó đẹp và nó cái bằng phẳng á thì mình sẽ sử dụng cái muỗng và có cái thấm dầu á, thấm dầu ăn á. Đây, mình chuẩn bị một miếng dầu ăn nè, mình thấm cái muỗng vô. Mọi người sẽ làm giống mình nè ha. Nó không có bị dính. Cơm nó cũng đẹp luôn. Hấp dẫn luôn nha. Khi nào mình kéo vậy mình thấy nó hơi dính thì mình thay dầu vô. Thay dầu vô cái muỗng nè. Cơm mình cũng đã làm xong rồi nè mọi người, và mình cũng đã cắt ra nè mọi người. Nãy mình sử dụng cái dao kia nó không được bén lắm nên mình cắt một số miếng thì nó hơi bể ra đó. Bây giờ mình mời mọi người dùng với mình nha, và chiêm ngưỡng với mình nha. Đây, món này món tuổi thơ luôn nè mọi người, rất là hấp dẫn luôn á. Mấy đứa nhỏ nít là nó rất là thích món này luôn. Mời cả nhà thưởng thức nha. Cả nhà thân mến, thì tạm thời mình xin kết thúc video đây nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn vui luôn khỏe, và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và làm món ăn vặt này cho các bé nhà mình ăn, nó cũng đơn giản dễ làm luôn, nguyên liệu thì nó cũng không có cầu kỳ gì lắm nha mọi người. Bye bye cả nhà nha.